Mời các bạn xem buổi truyền hình trực tiếp trận thi đấu đơn nam giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Nhân dân. Quốc Học đại diện cho Công an Nhân dân gặp Tiến Minh Thành phố Hồ Chí Minh. Hai vận động viên khởi động trước khi trận đấu. Trận đấu bắt đầu. Quá Đức Phát thua 2-1 bạn nhé, thua Tiến Minh 2-1. Điểm cho Quốc Học 1-2. Thử xem điện thoại có tiếng nhé. Cầu ra ngoài. Quốc Học là một viên chơi ở khu vực Phong Trào. Hiện tại Quốc Học đang là sinh viên của trường Đại học Quốc gia Bắc Ninh.